Xin chào các bạn, đã một tuần rồi chúng ta không gặp nhau phải không nào? Tuần trước chúng ta vừa dừng ở bài học nói tiếng Anh thế nào là đúng. Chúng ta đã đi qua cấp độ âm, âm tiết và chúng ta đã nói đến tiêu chí đầu tiên trong số 4 tiêu chí của cấp độ từ, đó chính là tiêu chí ending sound, âm cuối. Thế còn tiêu chí thứ hai là gì? Vâng, tiêu chí thứ hai chính là nội dung của bài học ngày hôm nay. Chúng ta nói về linking sounds, nối âm, hay còn có những cái tên khác như là linking words hay là connected speech. Vậy thế nào là nối âm? Chúng ta sẽ cùng nghe thử một số những ví dụ như sau. This is a book. I got them all. I don't like her at all. I want to travel all over the world. I ate an apple and a banana in a cinema in Canada. Vừa rồi cô đã phát âm một số câu và các bạn hoàn toàn không nhìn thấy văn bản, đúng không nào? Sẽ có những bạn nghe ra được những câu này, phải có những bạn không? Vậy tại sao chúng ta lại chưa nghe ra được? Khi chúng ta nhìn được văn bản thì điều đó rất đơn giản, bởi vì chúng ta đang nhìn vào từng từ một và chúng ta vừa nhìn vừa hiểu nó về ngữ nghĩa, nên thực sự chúng ta không quá quan tâm về phát âm của nó. Nhưng khi không có văn bản thì các bạn bắt buộc phải hiểu, và khi đó thì hiện tượng nối âm chính là một rào cản ngăn cản các bạn trong việc hiểu một cách thấu đáo. Bởi vì nối âm là gì? Đó là khi hai từ đứng cạnh nhau mà từ thứ nhất kết thúc bằng âm phụ âm và từ thứ hai bắt đầu bằng âm nguyên âm, thì hai âm này nối vào nhau. Ví dụ trong câu đầu tiên, this is a book. This is the book. Các bạn đâu có nghe thấy rõ ràng là this is a book, đúng không nào? Bởi vì ba từ this is a đã bị nối vào nhau rồi, trở thành this is a. Ví dụ này quá dễ phải không? Chúng ta thử ví dụ thứ hai. I got them all. I got them all. Vâng, tới đây thì các bạn đã được nhìn thấy văn bản, hay còn gọi là script. Và chúng ta chợt nhận ra rằng, ồ, hóa ra là them nối với all, chứ không phải là the với more. Mà cô đoán rằng có rất nhiều bạn đã nghe nhầm như vậy. Vậy thì các bạn đã nhận ra chưa? Đó là hiện tượng nối âm khiến cho chúng ta không phân biệt được đâu là ranh giới giữa hai từ. Tai chúng ta nghe thấy là them all, nhưng thực ra nó là them all, chứ không phải là the more. Và khi không phân biệt được ranh giới giữa hai từ thì tức là chúng ta sẽ không nhận ra được những từ quen, mà có thể tưởng lầm rằng từ quen này là một từ lạ. Và khi nghe cả toàn bộ một đoạn hội thoại thì các bạn vẫn thường gặp phải một điều khó khăn, đấy chính là chúng ta đang nghe rất là trôi chảy, đang hiểu rất là trôi chảy, đúng không nào? Tự nhiên chúng ta gặp một từ, một chỗ mà chúng ta không nghe được và chúng ta nghĩ rằng đó là một từ mới, hoặc tệ hơn là chúng ta nghĩ rằng cái từ mới đó đóng một cái vai trò rất quan trọng trong nghĩa, trong ngữ cảnh của toàn bộ cái đoạn vừa rồi, và nếu chúng ta không nghe được thì chúng ta sẽ hiểu sai, chúng ta sẽ không hiểu được những đoạn còn lại. Và tự nhiên bắt đầu kể từ giờ phút chúng ta không nghe được trở đi thì chúng ta bắt đầu càng không nghe được nữa, tức là tâm lý của chúng ta bị xáo trộn. Thì phần nhiều nguyên nhân xảy ra việc đó, đó chính là hiện tượng nối âm, đó là chúng ta không nghe được nối âm. Chúng ta tiếp tục đến với những ví dụ tiếp theo. I don't like her at all. I don't like her at all. Đố các bạn là trong câu này có mấy chỗ nối âm? Vâng, khi nhìn vào văn bản và so sánh với định nghĩa mà cô vừa giới thiệu với các bạn thì các bạn phát hiện ra một chỗ, chỉ duy nhất một chỗ thôi, đúng không nào? Đó chính là at all, nối vào thành at all. Vâng, thế nhưng các bạn thử nghe thử lại này. I don't like her at all. I don't like her at all. Vâng, chắc hẳn các bạn đã, những bạn để ý đã nhận ra được chỗ nối âm thứ hai, đấy chính là like her.
Vâng, câu này phải có hai chỗ nối âm. Hoặc một ví dụ khó hơn, cô giới thiệu với các bạn một câu tongue twister mà có tận 4 chỗ nối âm, tức là 5 từ nối vào nhau. I ate an apple and a banana in a cinema in Canada. I ate an apple and a banana. Các bạn đã nghe ra chỗ nối âm này chưa? Và có 5 từ nối vào nhau. Ate với an, ate an, an với apple, an apple, apple với and, apple and với a, and. Vậy thì nếu chúng ta chưa sẵn sàng tâm lý cho việc nói mà nối các từ vào với nhau, hoặc khi nghe phải chấp nhận rằng người bạn ngữ thường xuyên nối các từ mà có thể nối được vào với nhau, thì lúc đó chúng ta chưa sẵn sàng nghe và nói tiếng Anh đâu. Và khi các bạn chưa sẵn sàng như vậy thì các bạn sẽ rất dễ bị tâm lý hoảng sợ hoặc là chán ghét môn tiếng Anh, bởi vì tại sao mình nghe mãi mà nó không ra được. Vậy thì để có thể nghe tốt hơn, trước hết là các bạn phải nói tốt đã. Đó là các bạn phải tự luyện để khi nói những từ gì có thể nối được vào với nhau, tức là từ thứ nhất kết thúc bằng âm phụ âm và từ thứ hai bắt đầu bằng âm nguyên âm, thì phải nối nó vào với nhau. Bản thân bạn khi bạn nói ra có phản xạ nối âm thì bạn sẽ nghe được nối âm. Ngoài ra thì các bạn cần biết được một kỹ thuật nho nhỏ, đấy là kỹ thuật tách âm. Mỗi khi mà chúng ta không nghe được trong một đoạn hội thoại nào đó, trong một cuốn băng nào đó, rất có thể nó chính là nối âm, thì các bạn hãy thử tách âm xem. Có thể chúng ta nghe thấy this is. Rất có thể nếu bạn chưa quen thì bạn sẽ nghĩ rằng đây là một từ mới. Nhưng chúng ta hãy thử coi đó là một cụm nối âm, thì các bạn hãy tách phụ âm của âm tiết thứ hai trở ngược lại của từ thứ nhất. Vậy chúng ta sẽ còn là this với is. Ngoài ra để có thể nghe tốt hơn thì cô cũng xin cung cấp cho các bạn một số hiện tượng nối âm đặc biệt. Một trong số những hiện tượng đó mà chúng ta đã gặp ở ví dụ ở phía trên, I don't like her at all. Vậy thì hiện tượng đầu tiên mà cô muốn giới thiệu với các bạn, hiện tượng nối âm đặc biệt, special linking sounds. Hiện tượng đầu tiên đó chính là hiện tượng liên quan đến chữ cái H, hay còn gọi là âm. Các bạn nghe thử một ví dụ này. What does he do? What does he do? Nếu chỉ nghe mà không nhìn văn bản thì các bạn có nhận ra câu này không? Vâng, rất có thể sẽ có bạn thắc mắc là what does he do? Z là cái gì? Z có phải là một từ mới hay không? Không phải là một từ mới, đó chính là từ he. Vậy nếu áp dụng quy luật nối âm như vừa rồi chúng ta vừa được học, đó là hiện tượng nối âm xảy ra khi từ thứ nhất kết thúc bằng âm phụ âm và từ thứ hai bắt đầu bằng âm nguyên âm, thì rõ ràng chỗ này không đáp ứng được cái tiêu chuẩn của định nghĩa, phải không nào? Nhưng đó chính là một hiện tượng nối âm đặc biệt. Đó chính là khi hai từ đứng cạnh nhau mà từ thứ nhất kết thúc bằng âm phụ âm và từ thứ hai bắt đầu bằng chữ cái H. Bởi vì H hay là âm là một phụ âm vô thanh, là một âm gió. Nó được tạo ra chỉ bởi một hành động tạo ra luồng hơi đi từ trong cổ họng đi ra, và không có vật gì cũng không có, cũng như không có bộ phận nào ngăn cản cả. Cho nên âm thanh này rất nhẹ và rất dễ bị mất đi. Chính vì vậy trong câu vừa rồi người ta không nói là what does he do, mà her sẽ bị mất đi. Vì thế does nối vào với he sẽ trở thành what does he do, what does he do. Trong một số ví dụ khác các bạn có thể tham khảo he likes her, he likes her, she ignores him, she ignores him. Các bạn đã nhận ra rồi đúng không ạ? Người ta sẽ không nói là he likes her hay she ignores him, mà tất cả những âm her ở đây đều bị mất đi, đều bị nối vào với âm cuối cùng của từ phía trước nó. Hiện tượng nối âm đặc biệt thứ hai mà cô có thể tổng kết được và giới thiệu cho các bạn, đó chính là hiện tượng nối âm liên quan đến từ of. Of là một giới từ
Nó tương đối đặc biệt bởi vì nó được viết bởi hai chữ cái là O và F. Nhưng nó lại không được phát âm là F. Tức là chữ cái F ở đây không phát âm là F như chúng ta vẫn thường thấy, mà nó lại được phát âm là F, tức là âm V. Chính vì điều đó cho nên ở trong những câu rất là quen thuộc thôi, think of you, think of you. Vâng, cái phát âm đúng là think of you chứ không phải là feel, bởi vì âm kết thúc của từ of là âm V. Hoặc trong trường hợp chúng ta có từ of đứng cạnh từ air thì hai từ này sẽ nối vào thành aware, aware. Còn nếu bạn không biết điều này, rất có thể bạn sẽ nối thành affair. Và rất tiếc, affair là một từ hoàn toàn khác. Hy vọng rằng hai hiện tượng nối âm đặc biệt mà cô vừa kể trên sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình nghe tiếng Anh. Khi chúng ta đã nhận ra được hiện tượng nối âm đặc biệt, chúng ta đã nghe tốt hơn nhiều rồi và chúng ta cũng đã hiểu được một cách rõ ràng hơn về thông điệp của người nói trong bài tập, trong các kỳ thi cũng như là trong giao tiếp thường ngày. Chúc các em thành công với hiện tượng nối âm này. Nhưng trên thực tế thì trong tiếng Anh, loại âm này lại được phát âm theo một cách khác. Các bạn có nhận ra nó là âm gì không? Vâng, đó chính là nguyên âm đôi.